Khi có dịp ghé đến những tuyến phố thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người bất ngờ trước sự sạch sẽ và không gian thoáng đãng. Để những tuyến phố trở nên xanh, sạch, đẹp là nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của tổ chức đảng và hội phụ nữ tại cơ sở. Họ là những người tiên phong, gương mẫu trong thực hiện lối sống xanh và nhiệt huyết vận động từng gia đình cùng dọn dẹp ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, không rác thải. Tôi thấy mấy chị em phụ nữ đến đây thì cũng nhắc nhở chị em địa phương cũng như là đóng góp sạch sẽ để môi trường nó được sạch đẹp, để cho mà người dân đi qua lại ai thì thấy cũng sạch sẽ, ai cũng đều thích. Đường thông hệ thoáng cho nó sạch sẽ, thì nó có sạch sẽ thì nó mới mát mẻ, con người nó mới khỏe khoắn. Do đó là cái ý thức của người dân ta cũng đồng tình với vấn đề mà giữ gìn sẽ dinh sạch sẽ. Khi họp chi bộ thì cấp quỹ cũng phổ biến và chỉ đạo cho các đảng viên tham gia với các hệ thống chính trị của khu phố để làm những cái tuyến đường xanh sạch đẹp. Hiệu quả tích cực nhất đó chính là cái mỹ quan đô thị, góp phần hình thành lên cái văn minh mà thực hiện theo cái chỉ thị 19 của thành ủy. Và thứ hai nữa là cái chương trình 09 của quận Tân Phú của mình về cái việc ý thức bảo vệ môi trường. Đã thành thông lệ, mỗi thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, chị em hội phụ nữ thuộc tổ xung kích vì môi trường, vì sức khỏe cộng đồng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, lại phối hợp với các cấp ủy, đoàn thể ở địa bàn 7 khu phố, tổ chức hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường, ngõ hẻm. Hôm nay, mọi người tất bật thu gom rác, cạo xóa bảng quảng cáo ở khu vực trước công viên văn hóa Đầm Sen, đồng thời kết hợp nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường nơi ở, trên các tuyến đường, tuyến hẻm, trong khu dân cư và nơi công cộng. Trước tiên là mình nhờ bà con là những thu gom rác thải mà mình chế biến được thì phân loại ra để mình để về tái chế lại, còn pin cũ hay gì thì mình để mà để đó hàng tháng có những đội mà để mình thu gom để ta đi cháy tái chế lại đưa vào nhà máy vậy đó. Để góp phần mà lan tỏa ngày càng nhiều hội viên phụ nữ cùng tham gia tích cực hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, thì hội phụ nữ sắp tới thì cũng sẽ tiếp tục đồng hành với lại cấp ủy chi bộ khu phố, ban điều hành khu phố để vận động từng hội viên phụ nữ, đặc biệt là đảng viên 23 hay là đảng viên trong chi bộ, sẽ cùng chung tay với lại hội phụ nữ và các ban ngành đoàn thể để cùng thực hiện lan tỏa ngày càng nhiều, hưởng ứng ngày càng nhiều cái việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Vai trò của chi bộ khu phố thì cũng đã chỉ đạo cho các đảng viên là làm vệ sinh thứ Bảy hàng ngày, hàng tuần thứ Bảy là làm trước nhà mình rồi. Cho nên là cũng có một số đảng viên lớn tuổi cũng tham gia, thì 4-5 giờ sáng dậy tập thể dục cũng đã làm. Theo cái quy định 1043 là các đảng viên giám sát trước nhà mình. Khi thấy sáng ra tập thể dục, thấy dán quảng cáo là các đảng viên cũng đã tháo gỡ. Cái đó là cái cấp quỹ phân công ở trong cái chi bộ. Còn riêng về khu phố thì cũng đã phân công cho các tổ dân phố, tổ trưởng dân phố, tổ trưởng phụ nữ, những các ban ngành đoàn thể, hệ thống chính trị của khu phố là ai ở trước nhà, tức là nhà mình á, khi bước ra thấy là phải giải quyết liền. Tức là thấy dán quảng cáo rao vặt, cột điện thì mình tháo dỡ rác rến là người ta làm. Cái này là hệ thống chính trị cũng đã, cấp quỹ cũng đã chỉ đạo hệ thống chính trị làm hết rồi. Với việc phát huy và gắn chặt trách nhiệm của mỗi đảng viên ở khu dân cư, cùng tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, đã từng bước mang lại những kết quả tích cực, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị, nâng cao sức khỏe cộng đồng dân cư. Minh chứng rõ nét nhất đó là ngày càng xuất hiện nhiều tuyến hẻm được xanh hóa với không gian mát mẻ, thoáng đãng như hẻm 314 Khuôn Việt ở khu phố 7. Sau khi mà phát triển cái mô hình mà trồng cây xanh tuyến hẻm á, thì thấy nó phát triển hơn rất nhiều, mọi người dân cũng đồng tình ủng hộ ý thức, cho nên tụi tôi hôm nay phải nhân rộng ra thêm các tuyến hẻm khác. Như hôm nay là thực hành tại điểm hẻm 314 thì mọi người dân ở đây rất là đồng tình hưởng ứng tích cực. Người ta phản hồi lại ý kiến là giống như là trồng cây xanh thì được sạch sẽ, mát mẻ trong tuyến hẻm, rồi gây có nhiều oxy, lợi ích đem đến cho con người ở trong tuyến hẻm, trong khu phố, thì mọi người ai cũng tích cực và phấn khởi, vui vẻ.
để xây dựng cuộc sống xanh, sạch, đẹp. Nhiều thùng tập kết pin cũ đã được lắp đặt để hạn chế việc thải pin ra môi trường. Pin cũ sau khi được thu gom sẽ được tập hợp và mang đi tiêu hủy đúng cách, góp phần bảo vệ môi trường. 14 thành viên của tổ tình nguyện xung kích vì môi trường đa dạng độ tuổi. Có người đã gần 70 nhưng luôn nhiệt huyết với phong trào xây dựng các tuyến đường, tuyến hẻm trong khu dân cư và nơi công cộng ngày càng xanh, sạch, đẹp. Không những vậy, một điều ý nghĩa hơn đó là bên cạnh hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tổ tình nguyện xung kích vì môi trường còn thực hiện thu gom rác tái chế, ve chai để bán gây quỹ hoặc trích từ tiền cá nhân để chung tay chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hay trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19. Trong quá trình mà tổ thực hiện ra quân á, thì sẽ vận động hội viên phụ nữ đóng góp ve chai gây quỹ để chăm lo lại cho các trường hợp phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, đặc biệt là cán bộ hội phụ nữ là những đỡ đầu các trẻ mồ côi do Covid-19. Nên trong thời gian qua thì thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên cũng như là đến tặng quà cho các trẻ mồ côi trên địa bàn phường. Chị em đồng lòng với nhau lắm, những hoạt động ở những gia đình nào khó khăn thì chị em đi giúp đỡ. Nuôi một em để cha mẹ, kỳ mẹ chết vì Covid. Đó cũng nhận em làm con nuôi là để chăm lo cho các em đó. Tôi nhận thấy rằng hồi trước thì nó cũng bắt nháo lắm. Là coi như là người ta cũng bài xã rồi, buôn bán rồi, cũng nó không được sạch sẽ lắm. Mà bây giờ thì chị em phụ nữ ở đây thì người ta có được sự vận động của hội phụ nữ, rồi người ta kết với lại là ban dân phố, rồi ban ngành đoàn thể, người ta mới là vệ sinh thường xuyên. Thử ra hôm nay là coi như là nó ổn định, bây giờ ổn định, nó tốt đẹp. Người ta hiểu được, nó là mình giữ hả, mình sạch sẽ được, người sạch chút thì khu phố nó sạch. Do đó mà cái sự vận động của ban ngành đoàn thể ở trong khu phố 7 này nói chung là rất tốt. Có thể nói là Phú Trung là địa bàn rất là nhỏ hẹp, đường hẻm thì cũng nhỏ, nên chính vì vậy mà bên cạnh mà cái ý thức bảo vệ môi trường mà không có thì nó tạo cho cái địa bàn phường Phú Trung này trở nên có một cái bộ mặt nó không được tốt. Nhưng mà qua nhiều cái mô hình thực hiện qua các năm, và đặc biệt là qua cái mô hình mà xung kích tình nguyện vì môi trường và vì cộng đồng á, thì góc độ các tuyến đường, tuyến hẻm đã trở nên văn minh hơn, mỹ quan hơn. Khi mà nhìn lên thì thấy được là bộ mặt của phường Phú Trung đã trở nên có một màu sắc mới, màu sắc của cái thay đổi một cái phường xã văn minh và hiện đại hơn. Để những tuyến hẻm luôn giữ được tiêu chí xanh, sạch, đẹp một cách bền vững, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Trung và các chi tổ hội vận động các hội dân ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch, đem rác ra ngoài đúng giờ, để rác đúng nơi quy định, không để rác trên vỉa hè, lòng đường, cửa xã, hố ga thoát nước. Phong trào tình nguyện xung kích vì môi trường đã thực hiện được một thời gian, ngày càng giúp môi trường sống thêm phần sạch đẹp, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết, chan hòa, chung tay xây dựng khu phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.